Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 3, lực lượng vũ trang trong tỉnh đồng loạt ra quân, sôi nổi bước vào mùa huấn luyện năm 2023, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số 1659 ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030. Thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sẵn sàng chiến đấu cao, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Cũng trong chuyên mục giáo dục quốc phòng an ninh kỳ này, nhân kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, 34 năm ngày biên phòng toàn dân, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Năm 2023, năm bản lề trong chặng đường 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức huấn luyện, rèn luyện, xây dựng quân đội chính quy, tham gia các nhiệm vụ, đòi hỏi lực lượng vũ trang trong tỉnh phải có sự nỗ lực phấn đấu cao hơn với tính chủ động và thể hiện sự sáng tạo nhiều hơn. Vì vậy, từng cơ quan đơn vị, mỗi cán bộ chiến sĩ phải chủ động làm tốt công tác, chuẩn bị cả về tư tưởng, tinh thần và vật chất để bước vào huấn luyện đạt hiệu quả cao nhất ngay từ ngày đầu. Tại thành phố Ninh Bình, công tác huấn luyện quán triệt sâu sắc phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị, khí tài hiện có, làm chủ vũ khí, thiết bị, khí tài mới, chủ động điều chỉnh nội dung, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật, tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện sát với nhiệm vụ. Kiện kế hoạch huấn luyện chiến đấu của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Ninh Bình, bản thân tôi trên cương vị là giáo viên huấn luyện, tập trung huấn luyện vào quân sự như kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật để các đồng chí dân quân tự vệ năm thứ nhất sau khi được huấn luyện, được biên chế về đơn vị thì cùng phối hợp với cả các lực lượng. Từ đó thì các đồng chí sẽ được nâng cao cái bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần giữ vững cái trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Ninh Bình. Qua cái buổi huấn luyện này, chúng tôi được nhận thức tư tưởng chính trị rõ ràng và thiết thực đối với bản thân, các giảng viên huấn luyện cho những bài học tháo súng, lắp súng và thao trường những động tác về cơ bản của những người chiến sĩ dân quân cần phải có. Thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp, nâng cao sức mạnh, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành các nhiệm vụ đột xuất được giao là quyết tâm của Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1 trong đợt ra quân huấn luyện năm 2023. Tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị có trong biên chế và từng bước tiếp cận với các loại vũ khí, trang bị mới. Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, đẩy mạnh xây dựng cơ quan đơn vị mẫu mực tiêu biểu, làm gương cho các đơn vị học tập, tăng cường huấn luyện thể thao, rèn luyện thể lực cho các đối tượng, bảo đảm an toàn giao thông, không có vi phạm pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại đơn vị. Phấn đấu có trên 90% cán bộ tiểu đoàn và cán bộ đại đội, 85% cán bộ trung đội đạt khá giỏi trong huấn luyện. Đối với lữ đoàn thì là đơn vị phòng không luôn phải trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là trong các cái dịp lễ Tết. Thì để thực hiện được cái nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu thì lữ đoàn phải quán triệt tốt cái mệnh lệnh công tác quân sự của đồng chí tư lệnh quân đoàn đến 100% cán bộ chiến sĩ và tổ chức huấn luyện một cách cơ bản, thiết thực, vững chắc để nâng cao cái trình độ sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Bên cạnh những cái mô hình học cụ theo cái quy định thì cán bộ chiến sĩ nữ đoàn cũng tích cực nghiên cứu những cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật để đưa vào nâng cao chất lượng kết quả huấn luyện năm 2023 để nâng cao cái chất lượng huấn luyện cũng như sẵn sàng chiến đấu của lữ đoàn. Qua buổi lễ ra quân huấn luyện này, chúng tôi nhận thức được rằng là cái nhiệm vụ của chúng tôi là luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, tăng cường bảo vệ đơn vị, bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Từ đó giúp cho chúng tôi có cái mục tiêu, nhận được cái mục tiêu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao của đơn vị. Năm 2023, lực lượng vũ trang trong tỉnh tổ chức huấn luyện từ ngày 1 tháng 3 đến 15 tháng 2 và chia thành hai giai đoạn.
công tác huấn luyện phải đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra, thực hiện nghiêm các mệnh lệnh của trên, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý rèn luyện, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương và đảm bảo sát thực tế chiến đấu, phù hợp với địa bàn, đối tượng tác chiến. Năm 2023, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúng tôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện với một nội dung thiết thực, tập trung huấn luyện theo từng đối tượng, theo từng chuyên ngành, từng binh chủng ngành. Trong quá trình huấn luyện thì chúng tôi coi trọng cái huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật và các cái nội dung liên quan để bảo đảm lực lượng vũ trang tỉnh đủ sức, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, chặt chẽ, cùng với tinh thần trách nhiệm, kỷ luật cao của các lực lượng tham gia, mùa huấn luyện năm nay sẽ đạt chất lượng và hiệu quả cao, góp phần hoàn thành xuất sắc công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, quán triệt thực hiện nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa 12 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền khu vực an ninh biên giới biển. Ninh Bình có 20 km bờ biển, toàn tỉnh có 4 xã thị trấn khu vực biên giới biển. Đây là địa bàn có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng an ninh. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền các cấp luôn xác định xây dựng củng cố nền biên phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc là nhiệm vụ quan trọng phục vụ cho công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong dự báo, đánh giá tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh, tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện những nội dung về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, luật biên phòng Việt Nam và những nội dung về xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới biển của tỉnh. Ngay từ đầu năm thì đối với biên phòng Sơn thì đã để thực hiện cái vai trò chủ trì trong cái việc mà đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực biên giới biển, đã tổ chức xây dựng kế hoạch bảo vệ biên giới vùng biển, phối hợp với lại hải đội 2 bộ đội biên phòng để tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới của biển, vùng biển của tỉnh. Cái thứ hai đó là phối hợp với lại cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cái xây dựng hệ thống cơ sở chính trị vững mạnh. Cái thứ ba đó là phối hợp với các lực lượng công an, quân sự tổ chức tuần tra kiểm soát, nhất là vào cái dịp ngày lễ ngày Tết, để thực hiện cái tuần tra kiểm soát và xử lý các cái tình huống xảy ra trên cái khu vực biên giới vùng biển. Xác định rõ yếu tố trọng tâm để xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc chính là củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai việc giới thiệu cán bộ đồn biên phòng Kim Sơn tham gia cấp ủy cấp xã, phân công đảng viên tham gia sinh hoạt ở các chi bộ trên địa bàn. Việc làm này đã phát huy hiệu quả rõ rệt khi các cán bộ chiến sĩ biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ khu vực trên bộ, trên biển, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xuất nhập cảnh trái phép, góp phần xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Trong những năm qua, thì được sự phối hợp của Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng Kim Sơn cũng như là các cái chỉ đạo phối hợp giữa các cấp các ngành, thì chúng tôi thường xuyên có cái hội nghị giao ban, cái cơ chế trong thực hiện quy chế phối hợp để báo cáo, phản ánh cũng như tham mưu giải quyết về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các xã biên giới biển. Từ cái việc tham mưu giải quyết và tháo gỡ những cái khó khăn kịp thời thì đã tạo ra cái động lực cho phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt là trong những năm gần đây, thì năm 2021-22 thì cái phát triển kinh tế đã được tập trung và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản và các cái ngành nghề cũng được phát triển.
nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các mặt công tác biên phòng, trực tiếp góp phần quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh đã tích cực tham gia công tác an sinh xã hội. Từ nhiều năm nay, những món quà ý nghĩa trong chương trình Xuân Biên Phòng, Tết Thắm Tỉnh Quân Dân đã đến với các cháu là con nuôi đồn biên phòng. Các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình nâng bước em đến trường, các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, khu vực biên giới biển huyện Kim Sơn. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã động viên khích lệ bà con cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương giàu mạnh. Bên cạnh đó, hàng năm, đồn biên phòng Kim Sơn đã phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức ngày hội biên phòng toàn dân. Thông qua ngày hội đã giúp quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhằm định hướng giáo dục tuyên truyền để mỗi cán bộ, hội viên đoàn thể và nhân dân trở thành một chiến sĩ cùng ra sức bảo vệ chủ quyền biên giới biển của tỉnh. Hoàn cảnh con rất khó khăn, được các chú biên phòng giúp đỡ, hỗ trợ tiền ăn, tiền học. Con có điều kiện để đến trường và sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng gia đình và các chú đã giúp đỡ con. Đồn biên phòng Kim Sơn là thường xuyên là có cử từ 2 đến 3 cán bộ là phụ trách địa bàn. Đấy là thường xuyên vào địa bàn nắm bắt tình hình và có những vấn đề gì thì phối hợp trong tuần tra kiểm soát. Cái thứ hai nữa là ngoài cái việc phối hợp trong cái việc thực hiện các nhiệm vụ rồi, nên là nó là cái việc phối hợp trong công tác tuyên truyền để cho mọi người dân nắm được cái chủ trương đường lối của Đảng cũng như chính sách pháp luật của nhà nước về cái quan điểm nhất quán của Đảng ta về cái bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng luôn chủ động sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, phát huy cao độ năng lực sáng tạo, sử dụng thành thạo vũ khí, khí tài hiện có, bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát các loại phương tiện trên biển, cửa khẩu cảng và cửa sông, kiên quyết không để ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Trong cái thời gian qua, với cái chức trách nhiệm vụ của Hải đội 2, đối với đơn vị thì luôn luôn xây dựng các cái kế hoạch, sau đó là chuẩn bị phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, tổ chức tuần tra kiểm soát để kịp thời ngăn chặn những cái hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, tổ chức tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các cái tàu thuyền, phương tiện sử dụng xung kích điện, thuốc nổ, khai thác trái phép tại vùng biển Ninh Bình. Đơn vị duy trì nghiêm cái chế độ thường trực tại cửa khẩu cảng, thường xuyên duy trì đơn vị làm tốt công tác tuần tra kiểm soát và triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên khu vực cửa khẩu cảng, vùng nước cảng đúng quy định của pháp luật và đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền cho các chủ phương tiện, thuyền viên nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia cùng với bộ đội biên phòng trong đấu tranh tố giác đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại. Tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.